ơi, xin chào quý vị. Hải đang có mặt tại góc đường Cao Thắng, Tống Quỳnh với lại đường Hồng Thập Tự nè. Nhìn góc bên kia đó là bệnh viện Từ Dũ đó vậy. Chiều ngày thứ bảy, 8 tháng 4 năm 2017. Đây là cái vòng xoay giữa Tống Quỳnh với lại đường Nguyễn Cư Trinh này. Trần Hưng Đạo nha quý vị, hướng về chợ Bến Thành này. Quay phải đây là đường Đề Thám. Cao đài điện thờ Phật mẫu của
Văn Lang. Rồi, đây là đường Cô Giang. Trước đây là cầu Nguyễn Văn Cừ.
đây bên phải là bệnh viện nhiệt đới, ngày xưa là đặt đây là bệnh viện tâm thần đó chị, bệnh viện Chợ Quán, nhà thương Chợ Quán đó. Độ bây giờ khoảng 32 độ C vậy ha. Phải là đường Kiều Quang Phục nữa vậy. Yeah.